Xin chào các bạn, mình là Tun. Mình ngoài hành tinh bị gia đình bỏ rơi xuống trái đất. Bây giờ mình không thể quay về gia đình được nữa. Bởi vì địa bay bị con người bắn hạ rồi và đem đi bán đồng nát luôn rồi. Ở trái đất thì mình ghét nhất là phải đi học. Đi học thật là chán. Rất là chán luôn ý. Yeah.